Nó quay trở lại với kênh YouTube Hot Air Coffee Channel. Tôi là Tân đến từ Hot Air Coffee. Bên cạnh tôi đây là con máy pha cà phê Gemini CRM 3002B. Thì một trong những cái lỗi mà khách hàng sử dụng con máy này hay gặp phải đó là cái đồng hồ báo áp này lâu ngày nó bị nghẹt cà phê, nó không có hiển thị áp suất khi mà chúng ta pha cà phê. Cái lỗi thứ hai đó là cái van xả áp này lâu ngày sử dụng nó bị hư và dẫn đến cái tình trạng là khi mà chúng ta pha cà phê thì nó không có chiết xuất hết cái chất rắn có trong ly cà phê, do một phần áp suất nó đã bị xả ngược xuống cái khay nước thải. Video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn vệ sinh cái đường ống dẫn tới cái đồng hồ báo áp để cho nó hoạt động trở lại, và cách thay thế cái van xả áp này để cho chúng ta pha một ly cà phê nó đạt chuẩn hơn. Thì trong quá trình xem video, các bạn có bất kỳ một câu hỏi nào liên quan tới cái chủ đề này thì hãy đặt ở dưới phần bình luận để Hot Air có thời gian trả lời tất cả những câu hỏi đó. Và nếu thấy video hữu ích thì hãy nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ Hot Air có thêm động lực sản xuất những video tiếp theo. Bây giờ chúng ta cùng đi đến chi tiết của cái video này nhé. Vâng, và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn tháo con máy này ra để chúng ta vệ sinh cái đường ống dẫn tới cái đồng hồ báo áp cũng như là thay cái van xả áp này ha. Và bây giờ các bạn hãy quan sát tôi hướng dẫn các bạn. Cái mặt trên của cái máy chúng ta tháo thì gồm 5 vị trí. Đây là 1, 2, 3, 4, 5. Mình sẽ tháo 5 cái con ốc của mặt trên ra và tháo cái nắp này ra ha. Tôi đã tháo sẵn để cho cái thời gian của chúng ta tiết kiệm hơn. Và cái mặt sau của chúng ta cũng có 5 vị trí, đó là 1. Đây ạ, 1, 2, dưới đây nữa, 3, 4, 5. Sau khi tháo 5 con ốc này ra thì chúng ta cũng dỡ cái mặt sau ra ha. Và tương tự như vậy thì cái mặt bên hông chúng ta sẽ tháo một bên thôi. Vị trí bên hông là gồm những con ốc như là 1, 2, 3, rồi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, sau khi tháo 10 con ốc này thì chúng ta sẽ tháo được cái nắp bên hông ha. Và bây giờ để vệ sinh cái van, cái đồng hồ báo áp thì chúng ta sẽ tháo cái phe này ra ha. Đây, nó có một cái phe gắn cái đường ống dẫn từ cái rút tới cái đồng hồ báo áp. Và khi mà chúng ta sử dụng lâu ngày thì cái đường ống này sẽ bị nghẹt cái bột cà phê và chúng ta sẽ phải tháo ra như này. Và chúng ta lưu ý là sẽ tháo thêm một cái ti, cái ti ở cái đầu đường ống này ha. Rồi, và bây giờ cách vệ sinh là các bạn sẽ gắn filter mù vô trong cái tay phin và mở máy lên và đây, tôi sẽ mở máy lên. Rồi, bây giờ các bạn sẽ kích hoạt cái chế độ pha cà phê để cho cái nước nó sẽ đẩy cái bột cà phê ở trong cái đường ống này ra ha. Đó. Rồi, sau khi mà đẩy hết cái bột cà phê đi thì đường ống nó sẽ trắng như thế này. Và chúng ta bắt đầu là tắt máy và thao tác gắn cái ống này ngược trở lại. Lưu ý là các bạn, để cho an toàn thì các bạn nhớ rút điện trước khi mà chúng ta gắn lại nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gắn cái ti đi vào cái ống này. Rồi, và gắn cái ống này vào trong cái đồng hồ báo áp. Sau đó là có một cái phe thì chúng ta sẽ gắn vô. Và cái thao tác vệ sinh đường ống dẫn tới cái đồng hồ báo áp đã hoàn tất. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn là thay cái van xả áp. Thì ở phía dưới đằng sau này nó có một cái van xả áp. Chúng ta sẽ bắt đầu là tháo cái phe của cái van xả áp này. Và lưu ý là trong đây nó sẽ có một phần nước nó đọng lại ở trong cái đường ống này, thì chúng ta sẽ tháo và cho nó chảy ra cái khe này.
Rồi, đây các bạn quan sát thấy cái van xả áp đây không ạ? Chúng ta sẽ tháo cái phe ra và rút cái ống này ra và cả cái ống nước thải này. Rồi, sau khi tháo hai cái ống nước thải và ống nước cấp thì chúng ta sẽ tháo cái van xả áp này ra. Và lưu ý là khi mà chúng ta thay van xả áp mới thì chúng ta sẽ lấy cái nạy hai cái ron này ra. Vì cái van xả áp mới thì sẽ không có ron và chúng ta sẽ gắn hai cái ron này vô trong cái đường nước, cái ống nước cấp của cái máy pha cà phê ha. Đây các bạn đã quan sát thấy kỹ chưa? Hai cái ron ha. Và tôi sẽ lấy một cái van mới và chúng thao tác là chúng ta sẽ gắn vô trong cái bơm. Rồi, sau khi mà chúng ta gắn cái van xả áp mới vô cái bơm thì chúng ta sẽ gắn cái đường cái ống nước cấp vô. Nhớ là kiểm tra kỹ là hai cái ron đã được gắn chưa. Nếu mà thiếu ron thì nước sẽ bị rỉ ra và nó sẽ không có cấp được lên nồi hơi ha. Sau đó chúng ta sẽ gắn cái phe này vô và gắn ống nước thải vô ha. Vừa rồi tôi đã hướng dẫn các bạn vệ sinh cái đường ống dẫn tới cái đồng hồ báo áp để cho nó báo áp sau thời gian sử dụng thì nó sẽ bị tắt và mình vệ sinh đi thì nó sẽ hoạt động trở lại, cũng như là thay cái van xả áp để cho máy pha cà phê hoạt động trơn tru hơn. Hy vọng rằng video này sẽ giúp các bạn có thể tự thay thế cũng như vệ sinh CRM 3002B tại nhà. Mình là Tân đến từ Hot Air Coffee Channel. Và nếu thấy video hữu ích thì hãy share cũng như là nhấn nút đăng ký để ủng hộ Hot Air có thêm động lực sản xuất những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở một video gần nhất. Bye bye!